Chào các bạn, hôm nay mình lại có cơ hội giới thiệu với các bạn một số loại cây thuốc mà bên vườn Hải Đăng mình đang ươm và đang cung cấp trên thị trường. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một loại cây thuốc rất đặc biệt, có tác dụng làm thuốc bổ, trị ho, nong đờm và đợi tiểu. Đó là cây thiên môn. Trước mắt các bạn đây là cây thiên môn. Như các bạn thấy ở đây là cây thiên môn, cây dược liệu thiên môn. Đây là loài thực vật có hoa họ măng. Cây thiên môn thuộc loại cây bụi neo, sống nhiều năm, rễ củ mập, thân nhắn, có gai. Lá có cánh nhỏ, biến đổi gọi là điệp chi, hình lưới niềm. Đây, cánh nhỏ đấy ạ. Lá li ti. Hoa có màu trắng. Mùa hoa quả của cây thiên môn là vào tháng 5, tháng 7 đến tháng 8, tháng 10. Phân bố của cái cây dược liệu thiên môn này thì nó mọc hoang ở vùng có núi đá vôi và vùng rú bụi ven biển. Cây này hiện nay còn được trồng nằm cảnh rất là đẹp. Cây thiên môn này còn có cái tên gọi khác là cây tóc tiên neo, thiên môn đông. Về dược liệu thì bộ phận dùng của cây thiên môn là rễ, thu hái vào mùa đông và xuân, ngâm nước, rửa sạch, phơi khô. Khi dùng thì bỏ nói, ngâm rượu, tẩm rượu, sấy khô. Thành phần hóa học của cái cây thiên môn này là rễ chứa asparagin, chất nhầy, tinh bột và đường. Nói qua về công dụng của cái cây thiên môn này, cây này dùng làm thuốc bổ, nong đờm, đợi tiểu, chữa ho dai dẳng, ho ra máu, khô cổ, sốt, bí, tiểu tiện, đại tiện, táo bón. Còn có tác dụng là chữa suy nhược thần kinh. Ngày các bạn chỉ cần uống 5-6 gram dạng thuốc sắc, cao, bột hoặc là rượu thuốc. Thường phối hợp với đảng sâm thuộc địa làm thuốc bổ. Cây sâm này, cây thiên môn này có thể chịu được chịu bóng râm, nên có thể đặt cây trong nhà hay ngoài ánh sáng là đều được. Lưu ý là tránh ánh nắng gay gắt hoặc là nơi khuất bóng râm quá. Cây có nhu cầu nước trung bình nên tưới nước thường xuyên mỗi ngày, lượng nước vừa đủ là được. Thỉnh thoảng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, có thể dùng phân LPK để bón cho cây chu kỳ một lần trên tháng. Nhân giống cái cây thiên môn đông này thì chủ yếu bằng phương pháp tách mầm. Như vậy mình đã giới thiệu với các bạn về cây dược liệu thiên môn, hay còn có tên gọi khác là cây thiên môn đông. Vừa có tác dụng làm dược liệu, vừa có tác dụng làm cảnh rất là đẹp. Hiện tại vườn dược liệu Hải Đăng đang ươm và đang nhân giống cung cấp trên thị trường. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ về bên nhà vườn bên mình qua số điện thoại 0966 446 329 hoặc truy cập website cây cảnh haidang.com để đặt hàng và được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.